Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung bài viết Thư ngỏ gửi nhân dân Trung Quốc tham vọng không giới hạn Tác giả Phạm Lưu Vũ Sau đây là nội dung chi tiết Trung Hoa là một dân tộc vĩ đại Cả nhân loại công nhận điều đó Rực rỡ thủa bình minh tam hoàng Khi thần và người là một Lộng lẫy thời thái bình ngũ đế với nghiêu thuấn tuyệt như một bài ca tỏ trời đất mà vạch bát quái thấu lòng người mà hát kinh thi lão tử lấy vô vi làm đạo của trời đất khổng tử lấy chữ lễ làm đạo của nhân quần hai bậc thánh nhân vạn tế ấy khổng tử là trí tuệ là đi hết cái đạo làm người lão tử là tiến hóa là đã đặt một chân sang con đường của siêu nhân loại trung hoa được người ta coi như một cái nôi của văn minh, chính vì khối trí tuệ tuyệt đỉnh của nhân và thiên ấy không dừng ở đó, sau lão và khổng Trung Hoa còn được tiếp thu giáo lý của nhà Phật đã thăng hoa thành những tuệ giác khổng lồ như ngài Trần Huyền Trang, như Thiên Thai trí giả, mà công đức của các ngài lớn đến nỗi không chỉ đối với người Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản mà trùm cả tam thiên đại thiên thế giới này, chính đạo Phật đã làm phong phú thêm ngôn ngữ Trung Hoa, chữ viết Trung Hoa, đạo lý của người Trung Hoa từ ngàn xưa. Đó là những cái vốn vô cùng quý báu, là niềm tự hào của muôn đời, khiến cho thiên hạ thế gian luôn phải kính phục. Không dễ dân tộc nào có được điều đó. Tiếc rằng các đời quân chủ nối tiếp nhau hàng ngàn năm đã không học được gì mấy từ các ngài mà chỉ biết đề cao môi vị đế vương bên trong thì nồi ra nấu thịt bên ngoài thì bành trướng đại hán khiến cả dân tộc trung hoa mãi mãi đắm chìm trong nghèo nàn chiến tranh và lạc hậu có lúc không giữ nổi mình bị ngoại bang đô hộ hàng trăm năm thời nhà nguyên mấy trăm năm thời nhà thanh tuy nhiên trong suốt mấy ngàn năm phong kiến những bậc quân vương chỉ dùng một phần chữ lễ của khổng tử để cư xử với những lân quốc dần ra thì cũng đủ duy trì lòng kính phục của thiên hạ. Song đến chế độ cộng sản bắt đầu từ Mao và ngày nay là Tập Cận Bình thì toàn bộ chữ lễ tức là đạo nhân đã vứt và sọt rác. Tham vọng và những chủ thuyết bá chủ phản dân tộc từ thời ngũ bá đã bốc cao ngùn ngụt, không còn trong phạm vi trung nguyên như ngày trước nữa mà đã mở rộng ra phạm vi trên toàn thế giới tức là phản lại cả nhân loại. Vô lễ tức là vô đạo. Hình ảnh đẹp của một dân tộc vĩ đại đã và đang lùi vào ký ức. Hai chữ Trung Quốc đang dần dần trở nên đồng nghĩa với xấu xa, mọi dợ, đồng nghĩa với phi nhân, tàn bạo, đồng nghĩa với lừa bịp, cướp bóc, đồng nghĩa với ăn thịt người. Cả chính trị lẫn kinh tế văn hóa, mọi thứ dính đến hai chữ Trung Quốc đều ẩn giấu trong đó những hiểm họa, độc hại. Từ đồ chơi trẻ em đến hàng điện tử, từ những tiện nghi đến nông sản, thực phẩm, từ bán rẻ đến cho không, tất cả đều không lường được hậu quả. Xa thì Nam Mỹ, Châu Phi đã nhận ra điều đó, gần thì Philippines, Malaysia, kể cận là Tây Tạng, Việt Nam, Duy Ngô Nhĩ đang gánh chịu muôn vàn tai ương đã và đang giáng xuống những cái đầu đại hán. Nhà cầm quyền Bắc Kinh điên cuồng thực hiện trăm mưu ngàn kế bẩn thỉu và hiểm độc, lấn chiếm, ăn cướp lãnh thổ của bất kể xa gần. Lúc thì viễn giao cận công, lúc thì giả vờ ngược lại, song vẫn sẵn sàng cháo trở bất cứ lúc nào. Cháo trở với cả chính người Trung Hoa, tàn bạo với cả người Trung Hoa, không khác gì ăn thịt đồng loại chỉ riêng vụ Thiên An Môn đã đủ chứng tỏ điều đó. Họ làm những việc tầy đình, mờ cả nhật nguyệt như thế có phải là vì đại cục, vì dân tộc Trung Hoa hay không? Tuyệt đối không. Ngược lại, đó là con đường dẫn cả dân tộc Trung Hoa xuống vực thẳm. Không cần phải lý luận trừu tượng, hãy nhìn vào những trực quan sinh động, những đối chứng lịch sử đang hiện hữu trước mắt kia. Hàn Quốc vươn lên về phía văn minh của nhân loại đã vượt xa Bắc Triều Tiên co mình trong cái ổ man dợ cộng sản như thế nào. Chính người Trung Hoa ở Hồng Kông đã từng sống trong thiên đường văn minh so với địa ngục cộng sản do Bắc Kinh lập ra ra sao. Rồi Đài Loan, Singapore chứng tỏ người Trung Hoa hoàn toàn có khả năng tiến lên văn minh, xây dựng thiên đường của mình dựa vào trí tuệ của tiền nhân chứ không phải là của nhà cầm quyền cộng sản Bắc Kinh. Vô đạo và điên cuồng tàn bạo và bẩn thỉu hiếu chiến và hèn đớn những điều đó liệu có thực hiện được tham vọng không giới hạn của những cái đầu mê muội ở bắc kinh hay không tuyệt đối không bởi vì người trung hoa không thể và không chỉ tồn tại một mình trên thế giới này tôi tin rằng người trung hoa chân chính không bao giờ có những suy nghĩ như vậy dân tộc trung hoa cũng đang đau đớn khi hình ảnh vĩ đại của mình đang ngày càng bị bôi xấu trước con mắt của toàn nhân loại. Chỉ do một lũ mang nghiệp cùng với hung cực ác trong đời này mà thôi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Thư ngỏ gửi nhân dân Trung Quốc tham vọng không giới hạn. Tác giả Phạm Lưu Vũ đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.